Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn trở lại với channel Xe Phố, kênh YouTube chính thức của Ô tô Bình An. Và ngày hôm nay em Đạt xin phép lên sóng để giới thiệu một siêu phẩm SUV hạng sang đến từ hãng xe Mercedes-Benz. Đó chính là mẫu GLC 300 4MATIC sản xuất năm 2017. Chiếc xe này thì có màu trắng nội thất kem, đã lăn bánh 55.000 km còn cực kỳ đẹp và mới. Ở trên mẫu xe này thì được trang bị rất là nhiều những cái công nghệ hiện đại, an toàn, sang trọng và đẳng cấp. Thì sau đây em xin review chi tiết nội ngoại thất của chiếc xe này để cho quý anh chị và các bạn cùng xem và tham khảo. Thì điều đầu tiên em muốn giới thiệu ở đây đó chính là cái cụm đèn pha của chiếc GLC 300. Thì ở trên mẫu GLC 300 2017 thì được trang bị cho mình hai thấu kính projector mỗi bên. Đây là đèn pha full LED thông minh có thể hỗ trợ theo góc đánh lái. Ngay bên trên đây thì chúng ta sẽ có cái giải LED daylight ban ngày. Ở phía trước đầu xe thì chúng ta cũng có cái cảm biến va chạm phía trước. Và toàn bộ phần mặt ca lăng cũng đều được mạ chrome sáng bóng với cái biểu tượng của Mercedes-Benz rất là nổi bật ở ngay chính giữa đây. Ở trên mẫu GLC 300 4MATIC thì được trang bị cho mình cái la răng đúc 5 chấu kép, cái la răng của AMG. Cái phần la răng này thì có kích thước là 19 inch. Kết hợp với nó là cái bộ lốp run flat chống xịt. Ở trên model 2017 thì chúng ta sẽ được trang bị giảm xóc bóng hơi và cụm phanh to. Ở phiên bản 2021-2022 thì đã bị cắt mất cái phần lốp run flat và cái cụm phanh to này, chứ còn không đủ option như ở model 2017 nữa. Phải nói là model 2017 là một trong những cái model mà có option đầy đủ nhất trong những phiên bản của chiếc GLC 300. Thì ở trên mẫu GLC 300 ngay trên gương thì chúng ta sẽ có cái giải sinh nhan trên gương. Và camera ở ngay phía dưới. Chiếc GLC 300 thì được trang bị camera 360 độ. Toàn bộ phần tay nắm cửa cũng như là viền kính thì đều được mạ chrome sang bóng cực kỳ là đẹp. Và đây chúng ta sẽ đi một vòng để thấy được chiếc xe này có một cái nền sơn cực kỳ là đẹp luôn. Đèn hậu của chiếc GLC 300 cũng được trang bị cái đèn hậu full LED cực kỳ đẹp. Và cốp thì cũng được trang bị là cốp điện. Đây chúng ta có thể tiến sát đến phần cốp của chiếc xe. Chiếc GLC 300 có cái phần cốp có thể tích cốp cực kỳ là rộng rãi. Chúng ta hoàn toàn có thể để được 2 đến 3 chiếc vali hoặc là những bộ gậy gốp để đi giải trí cuối tuần, cực kỳ là tiện lợi. Và đóng xuống cũng chỉ bằng một nút bấm, rất là nhẹ nhàng thôi. Và chúng ta cùng tiến đến cái phần nội thất của chiếc GLC 300. Một cái phần nội thất màu kem cực kỳ là đẹp và mới. Thì ở trên mẫu GLC 300 thì chúng ta sẽ có cái phần tabi bệ tì tay được bọc ra. Và tất cả các cái nút bấm thì đều được mạ chrome sáng bóng và còn cực kỳ mới. Tất cả các nút bấm đều rất mới luôn. Chiếc xe thì cũng được trang bị ghế chỉnh điện, nhiều ghế 3 vị trí. Hai ghế trước thì đều được chỉnh điện và kể cả phần bệ đỡ đùi chúng ta cũng được chỉnh điện luôn. Rất là hiện đại. Vô lăng thì được thiết kế theo dạng 3 chấu thể thao và có các nút bấm tích hợp như là tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay. Ngay phía sau đây thì chúng ta sẽ có cái lẫy gẩy số vô lăng cũng như là hệ thống vô lăng gật gù chỉnh điện. Cực kỳ là hiện đại. Đây, phần nội thất cực kỳ là mới luôn. Phần ghế lái là cái phần ghế chúng ta ngồi nhiều nhất. Nhưng mà như quý anh chị và các bạn có thể quan sát được là phần da ghế còn cực kỳ căng và mới, rất là đẹp. Toàn bộ phần táp bi cửa cũng như là phần táp lô thì đều được ốp gỗ đen. Rất là sang trọng. Chiếc xe thì được trang bị đến 5 chế độ lái và tất cả những cái nút bấm thì đều được còn sắc nét. Chiếc xe thì cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Và ở trên mẫu GLC 300 thì được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Cùng tiến đến cái hàng ghế thứ hai của chiếc GLC 300. Một cái khoang hành khách vô cùng là rộng rãi. Toàn bộ phần táp bi cửa rất là mới. Và một cái phần cực kỳ là thiếu sót nếu không giới thiệu đó chính là hệ thống loa Boomaster, bao gồm 13 loa
công suất hơn 500W ở trên chiếc GLC 300. Loa thì được trang bị ở cả 4 cánh, nghe nhạc cực kỳ hay. Khoang nội thất cực kỳ là rộng rãi và có cả cửa gió điều hòa phía sau. Từng những chi tiết nhỏ nhất như phần cửa gió điều hòa thì đều được mạ chrome sáng bóng, cực kỳ là đẹp. Cuối cùng thì chúng ta sẽ tiến đến cái phần trái tim của chiếc xe, phần động cơ. Ở trên mẫu GLC 300 thì được trang bị cái khối động cơ có dung tích là 2.0 lít turbo tăng áp, sản sinh công suất lên đến 245 mã lực, cực kỳ là mạnh mẽ. Kết hợp với nó là hộp số tự động 9 cấp, rất là mượt mà của hãng xe Mercedes-Benz. Đây, như quý anh chị và các bạn có thể quan sát được ngay, tất cả những cái phần con ốc này thì đều còn nguyên bản, từ phần ốc của trục cam đến phần ốc động cơ, chưa hề có dấu hiệu bị tháo giã. Cũng như là tất cả những cái sản phẩm ở ô tô Bình An thì đều được cam kết bằng văn bản là không nâm đụng, không thủy kích động cơ và hộp số nguyên bản. Kể cả là đến phần ốc capo chúng ta cũng chưa hề bị tháo ra. Tất cả phần keo chỉ thì đều còn nguyên bản hết. Quý anh chị và các bạn khi mua xe ở cửa hàng em thì hoàn toàn có thể mang ra hãng hoặc là gara quen kiểm tra là thoải mái. Hiện tại chiếc GLC 300 Format 2017 có màu trắng nội thất kem này thì đang được Xoem chào bán với mức giá là 1 tỷ 629 triệu đồng. Giá cả thì còn có thể thương lượng thoải mái. Nếu quý anh chị và các bạn quan tâm chiếc xe này thì có thể đến địa chỉ 89C đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc là liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0967891388. Bên em cũng có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe dành cho những quý anh chị và các bạn nào đang thiếu một chút về tài chính mà muốn sở hữu ngay cho mình chiếc xe này. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.